Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2022, lễ giỗ tổ và vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần. Theo đó, vào ngày chính lễ Quốc tổ Hùng Vương, trên hệ thống truyền thông của Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu tại địa chỉ www.facebook.com/quoctovietnamtoancau, Hùng King TV Global, truyền hình HITV, truyền hình cáp Hà Nội, Future Now sẽ truyền sóng chương trình lễ giỗ tổ và vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu. Chương trình có 3 phần nội dung, phần 1 là phần lễ có chủ đề biết ơn tổ tiên các vua Hùng, phần 2 có chủ đề về cùng nước Việt, phần 3 là hội nghị vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu kết nối trực tuyến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.